Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Cứ Bi của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ dắt anh em ra thăm lại cái mương cá bị bỏ hoang của mình nha anh em. Anh em thấy cái khoảng thời gian này mình rất là bận luôn, mình không có thời gian chăm sóc cái mương này. Và cá trong đây thì tự nó cũng sinh sôi nảy nở. Mình chỉ có thời gian rảnh để ra cho tụi nó ăn ngày hai bữa thôi anh em ạ. Mà anh em thấy là cá rất là khỏe, nước trong mương bây giờ nó đã giật xuống khá là nhiều rồi. Anh em thấy là mấy bữa nước đó là lên tới trên đây luôn nè. Bây giờ nó giật xuống là lòi viên gạch đỏ này luôn anh em ơi. Mà anh em thấy số lượng cá trong đây nè, rất là khủng luôn nha anh em. Nay là quá trời cá con luôn. Mương nước bây giờ rất là cạn. Thì đây, nó tầm khoảng là ba lóng tay của mình nè. Mấy bữa là nó cao hơn ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình châm nước vô cái đã. Rồi mình sẽ đi vô quay cá cho anh em xem ở trong cái mương này. Này là mình sử dụng nước giếng nha anh em. Đó, cho nó chảy riu riu ra như thế này. Video ngày hôm nay thì mình sẽ đi vớt cho anh em xem những cái con cá độc lạ trong cái mương này. Đó, chẳng hạn như con này nè anh em thấy không? Màu sắc của nó rất là lạ luôn. Cái này để mình cho nó xuống dưới nước luôn ha, cho nó đỡ ồn. Cá nó không có bơi lại đằng kia, nó sẽ tập trung ở bên đây. Trời ơi, hôm nay ra quá trời dòng cá lạ luôn anh em ơi. Nhìn đã thì đấy. Ở đầu này là có một cái chỗ xả tràn nè. Nên là anh em yên tâm, cá nó sẽ không có tràn ra ngoài được đâu. Mình sửa cái này lại nha, nó hơi nhõng lên trời chút xíu á. Đấy. Nước mà lên tới trên này thì nó sẽ tự động xả tràn ra bên ngoài ha. Rồi, ok. Mình có đem ra đây cái keo xô nè. Chết rồi, quên đem cái vợt. Cái này phải đem cái vợt ra nữa thì vớt những cái con cá độc lạ lên cho anh em xem. Đảm bảo là anh em sẽ chưa từng thấy những cái con cá này xuất hiện ở đâu luôn á. Đó. Nước thì đang được châm. Còn bây giờ mình đi cho tụi nó ăn chút xíu ha. Cái rồi chạy vô lấy vợt này, cho lên trên keo xô quay đi cho anh em xem. Ở trại mà nó thì sẽ cho cá ăn toàn bộ là cám thái với là trùng chỉ. Chiều hôm nay hết trùng chỉ rồi, tối nay mới có trùng chỉ anh em à. Ông anh ổng đi làm về rồi ổng ghé tiệm trùng chỉ ổng mua giùm mình luôn. Bây giờ không có trùng chỉ thì sẽ cho tụi này ăn cám nha. Trời ơi, quá trời dòng cá độc lạ luôn anh em ơi. Còn giữa video nè, anh em thấy đã chưa? Hôm nay ra là rất là nhiều cá con luôn. À, anh em thấy nó sấm vào nó ăn nè. Ui, con mái kia. Con mái kia là của dòng Gontosedo mà nay nó lai ra cái đuôi. Nó có cái chấm đen luôn rồi anh em ơi. Hồi nãy mình thấy có mấy con... Đây nè, con mái này nè. Con mái này nó ra giống như là... Đẹp lắm. Cái đuôi nó màu vàng mà nó có những cái chấm bi nữa. Đây, giống như con trống này luôn. Trời ơi. Mặc dù mương nó đã bị cạn nước xuống rất là nhiều nhưng mà nước vẫn cực kỳ trong nha anh em. Anh em thấy hệ vi sinh của cái mương này á rất là kinh khủng. Ở dưới đây là mình sử dụng cát vàng, cát này mình lấy ở ngoài sông về á. Anh em có thể là lấy cát xây dựng mình nuôi cá cũng được. Có mấy anh em hồi trước hỏi mình là lấy cát biển về nuôi cá có được không, thì vẫn được thôi nha anh em. Nhưng mà anh em phải rửa cái cát để cho nó sạch sẽ xíu, chứ đừng có để mình nó mà nó dính nước biển nó mặn quá, cái mình vô nước thường cá đôi khi nó cũng sẽ bị sốc nha. Ôi, con này full gold line với dòng gì ra màu xanh xanh, màu vàng với màu xanh anh em. Trời ơi, chuyến này là cái mương cá này là độc lạ nhất rồi đó anh em ơi. Anh em đợi xíu ha, giờ mình sẽ chạy vô mình lấy vợt với lại mấy cái hũ nhựa ra mình vớt cá. Mình vừa đi lấy vợt với ly ra đây anh em ơi. Nãy vô lấy vợt thì cũng có khách ghé đến mua cá luôn. Nên là mình tiếp. Bây giờ trời cũng khá là trễ rồi. Để mình coi bây giờ mấy giờ nha. À, bây giờ là 17 giờ 51 phút rồi. À, bây giờ mình sẽ tiến hành vớt mấy con cá độc lạ trong cái mương này rồi quay cho tất cả mọi người cùng xem.
nước nãy giờ mình chăm thì nó cũng lên cao thêm được một chút xíu rồi. Có con này độc lạ nè anh em, nhiều cái lưng nó hơi bị gù ha. Để mình cho nó ra ngoài cái hũ này, rồi cái bỏ lên trên keo xô quay cho tất cả mọi người cùng xem luôn. Con cá màu tím này rất là đẹp nè, cái thân màu tím nhưng mà cái đuôi của nó là màu vàng, có những cái vệt màu đen với lại màu đỏ, rất là độc lạ nha. Còn con này là màu tím nhạt. Rồi nó trốn vô trong này rồi anh em ơi. Còn con này giống như là con full gold, nó lai với con gì nè. Cái vảy của nó vẫn có ánh vàng. Ôi con cá này lạ nè anh em ơi. À, anh em thấy chưa? Khi mà mình thả tất cả những cái dòng này vô chung với nhau á, rồi nó cho ra những con cá con. Nó lớn lên á, rất là nhiều màu luôn, không biết là nó là con của dòng nào nữa. Ôi, con này rất là đẹp anh em ơi. Anh em xem cái đuôi nó nè. Để xíu nữa cho lên trên keo xô cái mình cho tụi nó ăn tơ. Anh em ngắm sẽ rõ hơn nha. Là con mái này là hồi trước giờ mình chưa từng thấy luôn, mà nay nó xuất hiện ra con mái đuôi vàng mà có cái hoa văn màu đen. Bây giờ nước cạn á, tụi nó trốn vào trong rong nên là cũng hơi khó quay chút xíu. Nè, con này á là thân hình rồng xanh. À, nó vẫn còn một ít snatching, nhưng mà cái đuôi của nó là ra màu xanh ngọc, hoàn toàn không có tia, không có hoa văn gì ở đuôi luôn. Tụi này để mình lấy thêm xíu cá mình dụ tụi nó. Đây có thức ăn là nó sẽ sấm vô chỗ này rồi nó cho mình quay. Ui con cá này độc lạ Bình Dương nè anh em ơi. Đây 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 rồi. Con này là chắc chắn nó được lai từ con full gold với lại con gì nè. Có vảy vàng nhưng mà đuôi của nó lại là màu xanh. Quá là độc lạ luôn. Ôi bây giờ tụi nó bắt đầu bơi tới nhoi cực kỳ nhoi luôn nha. Con cá đuôi vàng này đây rồi. Ủa mới thấy đây mà. Ở ngoài đây mình cũng có thả full gold nữa nên là dòng full gold nó cũng được lai với những dòng khác. Ui con này màu tím nè. Nhanh quá vậy ta. Con này tím đỏ. Ui 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 ui. Rồi xin mời anh em đặt tên cho cái dòng này nha. Trốn đâu rồi? Chạy dữ quá anh em ơi. Anh em thấy lâu ngày mình không ra thăm lại cái mương, hôm nay bắt đầu là xuất hiện những dòng cá mà siêu lạ luôn. Bữa giờ mình bận là mẹ mình cho ăn ngoài đây thôi, chứ mình thì mình không ra luôn. Đây rồi. Này nhoi quá. Yeah. Một em cá đuôi vàng có hoa văn nha. Nãy mới thấy cái con cá màu tím. Tím từ đầu đến đuôi luôn. Rất là đẹp. Ê con này cũng siêu độc lạ Bình Dương luôn nè anh em ơi. Nhiều quá. Đây, anh em biết con này là của dòng gì không? Trời ơi, nó lạ.
cái màu thân của nó kìa anh em. Ê, đẹp quá. Cái này mới gọi là cá bảy màu nha anh em. Còn cá ở trong kia mình làm mà cá thuần chủng là cái vây đuôi nó đẹp thôi, chứ còn màu sắc là nó sẽ không thể nào mà bằng tụi ngoài đây được rồi. Bây giờ là tụi nó hơi ngơ ngơ rồi đó, hết thức ăn rồi. Bây giờ thả vật xuống này nó chạy. Thế nên mình sẽ cho thêm miếng thức ăn nữa. Đây, cám thái. Mặc dù đây là hồ cá thủy sinh thôi, anh em thường gọi là cá tạp, nhưng mà tụi nó vẫn được ăn rất là sang nha. Mình mà mình không chăm sóc nó thì nó sẽ không có khỏe mạnh, mà nó không có lanh lợi như thế này đâu. Đọc lại Bình Dương nữa nè. Nãy giờ mình ngồi xa đây mà quan sát quanh cái mương luôn thì dễ vớt cá, nên là quay hơi xa anh em khó thấy cá. Mình phải tìm ra được cái con cá mà tím phun người. Ví dụ bây giờ tụi nó vẫn còn đang lẩn trốn ở trong mấy cái rong này rất là nhiều, nó chưa xuất hiện ra đâu. Thôi đi tìm con cá màu tím phun người nha anh em. Đây nè, ẻm đi nè. Không, con này là cái đuôi nó vẫn có màu đỏ. Con hồi nãy nó tím hơn con này nữa. Ẻ, đâu rồi? Ở trong cái mương này là cũng có rất là nhiều tép xanh luôn nha. Anh em nhìn nè. Đấy, hôm bữa bị sảy qua đây mấy con, bây giờ là nó ra mấy ngàn con luôn rồi. Có một con cá tím. Mình đang rình nó. Yeah. Có một con tím hơn con này nữa. Anh em chờ mình xíu nha. Rồi nãy giờ quên quay cho anh em xem sơ trên cái ly nè. Anh em nhìn nè. Trời ơi, màu sắc hoa văn của tụi nó là nhất nách luôn anh em ơi. Mấy con này đảm bảo anh em chưa từng gặp ở đâu luôn nha. Chỉ có những anh em nào xem kênh mình anh em mới thấy thôi. Màu sắc nè. Trời đất ơi, màu này ai mà không mê chứ. Hôm bữa mình quay lên cho mấy anh em xem á, là có mấy anh em nói bán cho anh em mấy con cá mà lai độc lạ này đi, mà nói cái này không được. Giờ ví dụ như bán cá thuần thì mình bán được rồi về anh em cho nó lai đẻ ra, chứ còn mấy con cá độc lạ này là để dành lại quay cho tất cả các mọi người cùng xem, chứ giờ bán đi rồi lấy cái gì để mà quay cho anh em xem nữa. Anh em chờ xíu nha, mình vớt thêm vài con độc lạ nữa rồi rồi cho lên trên keo xô. Ấy, rồi rồi rồi, con này nó vừa tẩu thoát anh em ơi. Rồi nó xuống dưới đây là giờ tìm lại hơi căng luôn đó. Nó vừa nhảy ra khỏi cái ly. Đó, anh em thấy cá chưa? Rất là lanh lẹ luôn. Anh em coi nó né cái vợt mình nè. Dạ. Rồi, lên lại keo nha con. Vô đây. Chút xíu nó rồi cho ăn nha. Mia. Để đi tìm thêm mấy con độc lạ nữa. Một tím đỏ nè. Úi dồi ôi, nó lanh. À, mới đây mà nhủi qua đây rồi. Lanh quá he. Nên thấy tối mà cá mình nó vẫn rất là linh hoạt luôn á. Bây giờ ngoài trời là tối thui nha anh em. Này, này là do mình sử dụng thêm đèn ấy. Cho tụi nó ăn thêm miếng nữa. Ngày hôm nay thì chắc mình chỉ quay cho anh em xem được ở cái mương này thôi. Rồi những video sau thì mình sẽ quay cho anh em xem lại bên mương cá ranh chu nè. Rồi cá beta. Nếu mà kịp giờ thì chút xíu nữa sẽ quay bên đây cho anh em xem ha. Bây giờ quay khá là tối luôn, hồi nãy mình có đem ra một con sóc bay nữa, mình tính quay cho tất cả mọi người cùng xem luôn á, mà bây giờ tối rồi. Cái dòng sóc bay á, là nó ngủ ngày thì ban ngày nó hơi chậm chạp xíu, nhưng mà ban đêm giờ mà thả ra nó chạy chắc đi tìm cũng khùng luôn á anh em, là không có dám mở nó ra. Thì sắp tới mình cũng sẽ dự định là nuôi sinh sản thêm sóc bay nữa. Không, cũng không phải là sắp tới mà mình cũng vẫn đang nuôi rồi anh em à. Đang làm thêm cái món sóc bay, tại vì mình thấy tụi nó cũng khá là dễ thương.
Để qua bên đây coi còn con nào lạ nữa không nha. Con này lạ nè. Lạ nè. Rồi. Mới thấy đây mà. Nhìn vậy ta. Mình đang châm nước vô nè. Cho nó chảy từ từ thì cá của mình nó sẽ không có bị sốc nha. Đây rồi, tím đỏ, tím đỏ. Lành quá vậy trời. Nó cứ... Được không ta? Chặt rồi. Nói chung bây giờ dưới đây là cũng còn một hai con cá tím đỏ nữa, nhưng mà giờ mình rượt nó hoài à, mình không có vớt nó lên được anh em ơi. Đây có con cá mái đuôi vàng nè, rất là lạ. Để mình cho nó lên trên. Rồi vừa nói luôn, vừa nói nó nhảy đi luôn. Lấy thức ăn để dụ tiếp. Ngoài trời mây đen thui anh em ơi. Nó đang kéo dông tới rồi. Mấy đuôi vàng nè. Có thức ăn là bị dụ ngay. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ cho tụi mình lên trên kéo xô và quay cho tất cả mọi người cùng xem nha. Đây là cái kéo xô của mình nè. Khúc này chắc mình sẽ tắt máy để mà mình cho tụi nó qua, chứ không nó nhảy ra ngoài nè. Coi như công suất nãy giờ mình vớt là. Đây là số cá bảy màu độc lạ trong cái mương của mình anh em. Anh em thấy nó ra màu sắc rất là lạ luôn nha. Không có đụng hàng luôn á anh em. Nhưng mà có một số con nó bị gãy nhẹ cái lưng rồi. Đây, anh em xem có rõ không? Đây, mấy con này rất là đẹp. Ngoài trời mây giông tới rồi anh em ơi. Đó, anh em thấy gió nè. Ghê chưa? Đây, mình sẽ tranh thủ quay tụi này cho anh em xem. Rồi kết thúc video đi vô nhà nè. Edit rồi tối nay kịp á. Rồi up cái video này lên cho tất cả mọi người cùng xem luôn. Anh em có đoán được là mấy con này được làm ra từ dòng gì không? Chứ mình là mình thả mười mấy dòng vô đây là giờ mình không biết nó là từ các con của con nào luôn á. Top view nè. Top view cũng rất là lạ luôn nha. Để mình cho tụi nó ra ngoài cái ghế này. Wow. Thì rất là nhiều màu luôn nha anh em. Một con cá này mà có tới tận mấy màu luôn nè. Con này là có màu tím nè, màu đen, màu đỏ, màu vàng. Có luôn màu xám luôn. Rồi bây giờ dòng tới cũng khá là dữ rồi anh em ơi, nên là mình xin phép kết thúc video này ở đây ha. Rồi video sau á, mình ra mình quay sớm hơn, mình quay ban ngày á, thì tất cả anh em xem cũng sẽ được rõ hơn. Bây giờ là trễ quá rồi. Lúc mà mình ra mình quay là 5 giờ. Mình ra quay được xíu cái khách vô đến gần 6 giờ mình mới ra lại. Mình quay đến giờ nè. Rồi ok nha. Cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Nếu anh em thấy video này hay, hãy nhấn cái nút like để ủng hộ mình. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau. Nếu anh em có thắc mắc về vấn đề gì trong việc nuôi cá bảy màu á, hãy để lại bình luận ở trên video này nha. Mình sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của anh em.
nếu chủ đề nào mà được anh em quan tâm nhiều hơn ấy, thì mình sẽ ra riêng một cái video để chia sẻ với anh em cho nó dễ nha. Bây giờ mình sẽ thả tụi này ra ngoài mương lại.